Xin chào tất cả các bạn. Một trong những quy luật chi phối sự vận động của nhân loại và cả vũ trụ mà con người vẫn biết đến từ xa xưa, đó chính là quy luật nhân quả, hay chúng ta còn gọi là quy luật thế giới cổ điển. Đây là một trong những quy luật cơ bản, nhưng cũng là khái niệm sâu xa nhất trong cả khoa học và cuộc sống. Những sự kiện trong hiện tại xảy ra chính là do những biến cố trong quá khứ tạo nên, và nó đến theo tuần tự thời gian. Một trong những điều kiện quan trọng chi phối nhân quả, đó chính là sự vận động một chiều của thời gian. Thời gian luôn luôn tiến về phía trước, và tuyệt nhiên không bao giờ quay trở lại. Ví dụ như bạn gieo một hạt bí ngô, thì bạn chỉ có thể thu hoạch những quả bí ngô, chứ không thể nào thu hoạch cà chua được. Và cũng phải mất thời gian, công sức để chăm bón, thì hạt bí mới có thể nảy mầm và ra trái. Đây rõ ràng là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, luôn luôn chi phối cách mà thế giới vận hành. Tuy nhiên trong thế giới lượng tử, quy luật nhân quả không hoàn toàn là chính xác. Một nguyên nhân có thể dẫn đến hai sự kiện khác nhau cùng lúc. Nó cũng có thể là nguyên nhân và hậu quả của một sự kiện khác. Trong cơ học lượng tử, các vật thể có thể mất đi thuộc tính cổ điển. Chẳng hạn như một hạt có thể ở hai vị trí khác nhau cùng một lúc. Điều này được gọi là chồng chất lượng tử. Nếu chúng ta tin rằng cơ học lượng tử chi phối tất cả các hiện tượng tự nhiên, thì việc dự đoán các sự kiện có thể trở nên vô định. Tuy nhiên, sự chồng chất lượng tử không được xét đến trong các công thức tiêu chuẩn của cơ học lượng tử. Bởi vì về mặt lý thuyết, chúng ta vẫn luôn giả định về một trật tự nhân quả giữa các sự kiện. Vật lý lượng tử quả thật là rất khó hiểu. Nó làm thay đổi cách chúng ta quan niệm về thế giới tự nhiên. Nhờ có vật lý lượng tử, chúng ta đã biết được các quy luật của thế giới cổ điển không hẳn là bất di bất dịch. Tuy nhiên, để biết vật lý lượng tử có thể thay đổi thế giới hay không, thì chúng ta vẫn phải chờ đến tương lai mới biết được. Còn bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về một số thành quả của các thí nghiệm lượng tử trong năm vừa qua. Năm 2018, Michel Dyckhoff, một nhà vật lý lý thuyết tại Đại học Montpellier, Pháp, đã đưa ra một số lý do cho rằng các siêu máy tính lượng tử trong thực tế có thể không bao giờ được chế tạo. Tuy nhiên, sang đến năm 2019, Google đã chứng minh quyền uy lượng tử là sự thật. Về cơ bản, một máy tính lượng tử có thể tính toán các phép tính phức tạp nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ chiếc máy tính cổ điển tốt nhất nào. Tất nhiên là kể cả chiếc máy tính mà bạn đang dùng để xem video này. Máy tính lượng tử hoạt động dựa trên kỹ thuật điện toán lượng tử, tức là sử dụng các hiện tượng trong cơ học lượng tử như chồng chất hoặc vướng víu lượng tử để hoạt động. Với một máy tính cổ điển, nó thực hiện các tính toán logic bằng cách sử dụng vị trí xác định của trạng thái vật lý. Có nghĩa là trạng thái hoạt động lần lượt dựa trên hai vị trí ứng với 0 và 1 mà chúng ta vẫn gọi là nhị phân, hay còn gọi là bit. Ví dụ như bạn dùng máy tính cổ điển để thử xem một số bất kỳ có thể chia hết cho số nguyên tố nào. Máy tính sẽ thực hiện phép chia đó với tất cả các số để tìm ra kết quả. Nó sẽ thực hiện lần lượt từng phép tính ứng với dữ liệu luôn ở một trạng thái trong một thời điểm nhất định, được mã hóa thành các bit 0 và 1. Còn đối với máy tính lượng tử thì nó sẽ sử dụng điện toán lượng tử với các bit bình thường, bây giờ được gọi là qubit. Nhờ có các hiện tượng như chồng chất và vướng víu lượng tử, các qubit này sẽ đồng thời là cả 0 và 1 trong cùng một thời điểm. Đối với các phép toán phức tạp, điện toán lượng tử sử dụng các sóng xác suất tương tác để khuếch tán các câu trả lời đúng và loại bỏ dần các câu trả lời sai, đồng thời chồng chập các tính toán trong cùng một thời điểm. Ví dụ như bài toán làm thế nào để di chuyển đến tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời một cách nhanh nhất. Với máy tính thông thường thì nó sẽ thực hiện chuyến bay lần lượt đến từng hành tinh một. Máy tính càng mạnh thì tốc độ di chuyển lại càng nhanh. Với máy tính lượng tử, nó sẽ đi đến tất cả các hành tinh đó cùng một lúc và đồng thời có mặt tại tất cả các hành tinh để check-in vào cùng một thời điểm. Vào cuối tháng 10 năm 2019, Google đã chính thức cho ra mắt siêu máy tính lượng tử đầu tiên. Đây là sự kết hợp giữa Google AI và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Cỗ máy này có thể hoàn thành một tính toán vô cùng phức tạp trong vòng 200 giây. Nhưng đối với siêu máy tính truyền thống mạnh nhất thế giới là Sumbit của IBM thì cũng phải mất đến 10.000 năm mới hoàn thành. Như vậy, tốc độ xử lý của máy tính lượng tử
đơn giản là gấp 1,5 nghìn tỷ lần so với siêu máy tính truyền thống. Chiếc máy tính lượng tử này sở hữu 53 qubit, bao gồm các mạch siêu nhỏ bằng kim loại siêu dẫn. Với máy tính truyền thống, các cặp bit có thể lưu trữ một kết hợp duy nhất giữa 0 và 1 trong một thời điểm. Còn máy tính lượng tử thì là 10 triệu tỷ kết hợp cùng lúc. Tuy nhiên, với uy quyền lượng tử vô cùng mạnh mẽ, máy tính lượng tử vẫn còn rất nhiều khó khăn để có thể phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để xây dựng một máy tính lượng tử, chúng ta phải tìm cách giữ cho trạng thái chồng chất và vướng víu lượng tử đủ lâu để thực hiện các quá trình khác nhau. Thật không may, một lần chồng chất ứng với các vật liệu trong hệ thống đo lường thường xảy ra trạng thái nhiễu lượng tử. Để một cỗ máy hoạt động đúng, chúng phải sửa tất cả các lỗi ngẫu nhiên. Các cỗ máy này thường xảy ra sự tương tác giữa các qubit với môi trường xung quanh. Vì vậy, các qubit có thể mất tính liên kết trong một phần của giây. Trong trường hợp đó, bắt buộc máy tính phải tính toán trong thời gian ngắn hơn. Việc khởi động tất cả các qubit khiến cho chúng liên kết trong cùng một chồng chập hoặc vướng víu cũng trở nên khá phức tạp. Thời gian các hiện tượng này xảy ra thì quá ngắn, nên dễ xảy ra nhiễu và lỗi. Như vậy có thể thấy, uy quyền lượng tử vô cùng mạnh mẽ đã được khẳng định. Nó có thể mô phỏng tương lai của vũ trụ một cách vô cùng chân thực. Hãy chờ đợi những thập kỷ tới, vật lý lượng tử sẽ thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào. Có một điều không thể thay đổi là bạn sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già rồi chết đi. Tất nhiên là không phải ai cũng chết già, hay bạn cũng không thể chắc chắn là bạn có thể sống hết ngày mai hay không. Nhưng tuyệt đối, chúng ta không thể nào trẻ lại. Đó là một quy luật bất di bất dịch chi phối vũ trụ mà chúng ta gọi là mũi tên thời gian. Mũi tên thời gian sẽ biến bất kỳ cậu trai trẻ nào thành những ông già chậm chạp. Rõ ràng đây là một chuyện chẳng mấy thú vị, nhưng bạn biết đấy, chúng ta không thể nào thoát khỏi nó. Nếu như giấc mơ trẻ lại là một điều không tưởng, thì vật lý lượng tử vẫn chưa bao giờ làm chúng ta thôi bất ngờ. Các nhà vật lý có thể làm đảo lộn thời gian của một hạt nhỏ bên trong máy tính lượng tử. Ở quy mô hạ nguyên tử, các nhà khoa học đã mô tả trạng thái của hệ thống thông qua cấu trúc toán học gọi là hàm sóng. Máy tính lượng tử đã mô phỏng một hạt duy nhất khi hàm sóng của nó lan ra theo thời gian, giống như các gợn sóng trong ao. Sau đó, họ đã viết một thuật toán cho máy tính lượng tử đảo ngược quá trình tiến hóa thời gian với mọi thành phần đơn lẻ của hàm sóng. Về cơ bản, gợn sóng đã kéo trở lại tạo thành hạt ban đầu. Họ đã hoàn thành được kỳ tích này mà không làm tăng nhiệt động lực học hay bất kỳ rối loạn nào trong vũ trụ, và dường như việc này bất chấp mũi tên thời gian. Ví dụ như bạn có một tách cà phê, bạn vô tình làm đổ nó xuống sàn. Bằng một cách nào đó, bạn khôi phục tất cả mọi thứ về trạng thái ban đầu, không thiếu một nguyên tử nào, kể cả nhiệt độ của nó cũng được giữ nguyên. Nhưng bạn cũng không gây ra bất kỳ xáo trộn nào với môi trường xung quanh. Điều này đã vô tình vi phạm các nguyên tắc vật lý, tức là bạn đã vô tình tạo ra một cỗ máy thời gian. Theo định luật của nhiệt động lực học chỉ ra rằng, trật tự của vũ trụ phải giảm dần theo thời gian. Bất cứ một sự kiện nào xảy ra đều làm ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Ngay kể cả khi bạn chớp mắt, điều đó cũng tiêu tốn năng lượng và làm dao động một vùng không khí xung quanh mắt. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc của vũ trụ, tất nhiên là vô cùng nhỏ. Vì vậy, việc đảo ngược bất kỳ sự kiện nào có thể gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng cho không thời gian của vũ trụ. Có vẻ như chuyện này khá là to tát, nhưng trong trường hợp này, các nhà vật lý cho biết, thí nghiệm đã xảy ra trong thời gian đủ ngắn để khiến cho vũ trụ không thu được thêm cũng không mất đi năng lượng. Tất nhiên là những thí nghiệm như vậy mới chỉ xảy ra ở quy mô rất nhỏ, nhưng nó cũng cho thấy tiềm năng vô cùng lớn của vật lý lượng tử. Qua việc nghiên cứu cơ học lượng tử, con người chúng ta đã dần biết đến những điều kỳ diệu trong thế giới tự nhiên. Quy luật nhân quả cũng đang dần lỗi thời, khi mà máy tính lượng tử có thể cùng lúc cho ra vô vàn các tương lai khác nhau trong cùng một hiện tượng. Ngay lúc này, bạn làm bất kỳ một hành động nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng và thay đổi tương lai của bạn theo một hướng khác. Mỗi một giây trôi qua, có hàng triệu biến cố khác nhau có thể xảy ra với bất kỳ cá nhân nào trên hành tinh này. Tôi và các bạn có thể có hàng triệu tương lai khác nhau, điều đó tùy thuộc vào những gì chúng ta suy nghĩ và hành động ngay lúc này.
Chúc các bạn thành công.